Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, cúi đầu. Về tư thế chuẩn bị thôi. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, ngửa đầu. Về tư thế chuẩn bị thôi. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, nghiêng đầu sang trái. Về tư thế chuẩn bị thôi. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, nghiêng đầu sang phải. Về tư thế chuẩn bị thôi. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, quay đầu sang trái. Về tư thế chuẩn bị thôi. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, quay đầu sang phải. Về tư thế chuẩn bị thôi. Động tác điều hòa. Tư thế chuẩn bị: nhịp 1, bước chân trái sang ngang, hai tay đưa ra trước, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 2, đưa hai tay ra ngang, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 3, đưa hai tay về trước, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, bước chân phải sang ngang, hai tay đưa ra trước, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 6, đưa hai tay ra ngang, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 7, đưa hai tay về trước, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 8, về tư thế chuẩn bị. Động tác quay trái. Khẩu lệnh: bên trái quay. Động tác: lấy chân trái làm trụ và nửa trên bàn chân phải làm điểm tì, quay người sang trái, thu chân phải về. Động tác quay phải. Khẩu lệnh: bên phải quay. Động tác: lấy gót chân phải làm trụ và nửa trên bàn chân trái làm điểm tì, quay người sang phải, thu chân trái về. Động tác quay sau. Khẩu lệnh: đằng sau quay.
động tác. Lấy gót chân phải làm trụ và nửa trên bàn chân trái làm điểm tỳ. Quay người sang phải, ra sau, thu chân trái về. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, cúi đầu về tư thế chuẩn bị thôi. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, ngửa đầu về tư thế chuẩn bị thôi. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, nghiêng đầu sang trái về tư thế chuẩn bị thôi. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, nghiêng đầu sang phải về tư thế chuẩn bị thôi. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, quay đầu sang trái về tư thế chuẩn bị thôi. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, quay đầu sang phải về tư thế chuẩn bị thôi.